Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời các bạn nghe truyện Gả cho lão công nhà giàu, chương 29. Tình An Vô Dạng cùng Đôn Đôn xuất viện về nhà, không cố ý che giấu, bao gồm cả vợ chồng An Gia ở trong đó, bạn bè họ hàng của Hoắc Gia cũng đều biết. Vì lý do trong thời gian làm việc, An Vô Dạng cũng không muốn ba mẹ qua lại cực khổ. Cậu trước ngày xuất viện đã gọi điện đề nghị ba mẹ đừng đến đưa, thuận tiện nói với ba mẹ thứ sáu này hãy đến Hoắc Gia thăm Bảo Bảo. An bài xong rõ ràng như vậy, không khỏi làm cho Đinh Vi cùng An Thành có một suy nghĩ. Đứa nhỏ nhà mình trong lúc vô tình đã trưởng thành rồi. Bọn họ mấy ngày nay luôn có chút hoảng hốt. Hai người thật giống như là có thỏa thuận trước với nhau, không hề nhắc đến chuyện gì liên quan đến Hoắc Gia. Làm như vậy có thể hiểu là không muốn biểu hiện quá mức kỳ quái, cũng có thể là hoàn toàn không có cách nào khác. Buổi sáng ngày hôm sau, khi mà An Vô Dạng xuất viện, là một ngày ánh nắng tươi sáng, khí trời mát mẻ. Cậu biết được mẹ chồng đã tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng, muốn cùng mình còn có Bảo Bảo ăn chung. Dĩ nhiên Đôn Đôn chỉ có thể nhìn, bé hiện giờ còn trong giai đoạn chỉ biết uống sữa. Dưới lầu trong phòng khách, ông nội Hoắc đang trông chờ mong mỏi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay. Dạng Dạng cùng Đôn Đôn còn chưa tỉnh ngủ sao? Con dâu Trương Nhật Kỳ trêu ghẹo nói, ba không cần vội vàng, cũng sắp xuống rồi. Ừ, vì vậy ông cụ cô quạnh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Buổi trưa ngày hôm qua, cháu dâu cùng chắc trai trở về, ông đã đến phòng cháu nội xem qua mấy lần. Chắc trai vừa ra đời, quá mức đáng yêu. Ông già lớn tuổi như ông ở mãi nơi đó cũng không nỡ lòng mà bỏ đi. Sau đó bởi vì cháu dâu phải nghỉ ngơi, ông đã bị cháu nội đuổi ra ngoài. Trên lầu truyền đến một trận tiếng động, mọi người ngẩng đầu nhìn, là Hoắc Vân Xuyên ôm thiếu niên hành động không tiện, từ trên cầu thang đi xuống. Phía sau là dì Trương Bảo Mẫu, đang ôm tiểu thiếu gia Đôn Đôn bảo bối của nhà bọn họ. Ông nội, ba mẹ, sớm. Thiên sứ chào hỏi mọi người, nụ cười đặc biệt sảng sỡ như ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Rất khó tưởng tượng ra, cậu mới vừa sinh xong đứa nhỏ. Đồng thời, trên người còn chịu đựng thống khổ sau khi sinh. Dạng Dạng, sớm, tối qua con ngủ có ngon không? Tầm mắt của mọi người, nguyên bản đang đặt ở trên người của Đôn Đôn, lập tức tất cả đều tập trung trở lại. Ánh mắt mọi người đều lộ ra đau lòng, tiếng nói cũng theo bản năng mà trở nên mềm nhẹ hơn. Dạ, ngủ ngon ạ. An Vô Dạng được Hoắc Vân Xuyên thả xuống, điều chỉnh vị trí cho thoải mái xong. Chính là bị Đôn Đôn đánh thức nhiều lần, không phải đòi ăn thì chính là đá dầm. Trương Nhật Kỳ lộ ra vẻ mặt đau lòng. Vậy thế này đi, buổi tối cứ để Đôn Đôn ở phòng trẻ, giao cho dì Trương chăm sóc. Kỳ thật, ngày hôm qua bà cũng muốn đưa ra lời đề nghị này, chỉ là vừa từ bệnh viện trở về, sợ An Vô Dạng bắt đầu cách xa Đôn Đôn sẽ cảm thấy không quen. An Vô Dạng trong lòng do dự. Chuyện này, Hoắc Vân Xuyên nói, con tự mình chăm sóc là được rồi. Tất cả mọi người trong Hoắc gia đều nhìn hắn, dáng vẻ rất chi là giật mình. Vân Xuyên không mệt mỏi sao? Hoắc Kiều lo lắng hỏi. Phải biết rằng, trong suốt 10 ngày gần đây, Hoắc Vân Xuyên chưa từng nghỉ ngơi qua. Hoắc Vân Xuyên lắc lắc đầu một cái, lại phát hiện trên gương mặt của thiên sứ mang theo đau lòng mà nhìn mình. Anh không mệt. Hắn tặng cho thiên sứ một ánh mắt động viên, ở trong mắt thiên sứ có vẻ là một người yêu đặc biệt có năng lực. Lúc này dì Trương đặt Đôn Đôn ở trên giường nhỏ cho em bé, bên cạnh bàn ăn, cùng nữ chủ nhân đồng thời chăm sóc bé. Vì lo lắng cho đôi mắt của Bảo Bảo còn non nớt, trong nhà đều kéo rèm cửa sổ kín mít, ngay cả nội thất cũng có chút tối tăm. Thế nhưng dường như vậy vẫn chưa ảnh hưởng tâm tình ăn uống của mọi người, bọn họ ăn rất là vui vẻ. An Vô Dạng cũng như vậy, dần dần mà bắt đầu hưởng thụ bầu không khí gia đình, không có một chút áp lực nào. Sau này vẫn luôn như vậy thì quá tốt rồi. Cậu cảm giác được, ông nội, bà nội cùng ông cố Đôn Đôn cũng không phải bởi vì mình sinh Đôn Đôn nên mới yêu thích mình. Muốn nhận biết chuyện đó rất là dễ dàng. Mỗi khi đối phương nhìn mình, An Vô Dạng phát hiện trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập ấm áp. Sau khi ăn sáng xong, An Vô Dạng và Đôn Đôn bị đuổi về phòng, đồng thời được báo tin. Phải gần 20 ngày sau mới có thể ra khỏi phòng vui chơi.
May mà An Vô Dạng là một trạch nam, đừng nói chi là 20 ngày không ra khỏi cửa, ngay cả 9 tháng cũng đã thử qua rồi. Không bao lâu, trong nhà bên kia gọi điện thoại tới, quan tâm đến chuyện xuất viện của cậu. Ngày hôm nay vẫn là ngày đi làm, Đinh Vi đứng ở trong công ty Hoắc Thị gọi điện thoại cho con trai được gả cho người điều hành Hoắc Thị. Tâm tình thật sự rất phức tạp. Chuyện của con, mẹ đã nói với chị con. Em trai con thì buổi tối trở về, mẹ sẽ nói cho nó biết. Dạ được, con đã nhận được tin nhắn của chị. Cậu dựa theo thói quen trước kia, cậu rất khó chủ động gọi điện thoại cho chị gái đang du học ở nước ngoài. Dù sao đối phương luôn nói không có hứng thú tán gẫu với mình, không có đề tài chung để nói. Chuyện Đôn Đôn là con ruột của con, họ hàng bên kia mẹ không dự định nói tỉ mỉ. Chuyện này tự chúng ta rõ ràng là được. Đinh Vi cân nhắc đến khả năng xuất hiện là bàn tán, cho rằng giải quyết như thế là hợp tình hợp lý nhất. Còn có chính là, nếu con bây giờ đã thành gia, ba mẹ cũng không có gì để nói nhiều, con trải qua vui vẻ là được rồi. Sau đó có gì không hài lòng, cứ việc nói với chúng ta, ba mẹ vĩnh viễn sẽ ủng hộ con. An Phu Dạng tỉ mỉ lắng nghe, viền mắt cũng ửng hồng lên. Giờ khắc này không chỉ có cảm động đơn giản như vậy, trong lòng còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp khác. Vâng, con biết rồi, mẹ. Sau đó một phút chốc, An Vô Dạng nói ra. Mẹ, họ hàng của Vân Xuyên đến nhìn Đôn Đôn, con trước tiên không có nói chuyện với ngài được, khi rảnh rỗi sẽ trò chuyện tiếp. Đinh Vi nói, được, hiện tại thân phận của con đã vượt xa lúc trước. Khi giao tiếp nên phải chú ý ăn nói một chút. Chữ này còn không có nói ra được, bà lại nuốt vào. Ừ, không có gì đâu. An Vô Dạng đầu óc mơ hồ, cười cười mà cúp điện thoại. Sang đây thăm Đôn Đôn chính là cô của Hoắc Vân Xuyên, Hoắc Linh, vị trước kia rất quan tâm đến chuyện lớn cả đời của Hoắc Vân Xuyên. Sau khi từ trong miệng của chị dâu biết được cháu trai không chỉ kết hôn rồi mà còn có bảo bảo, lòng dạ có thể nói là sóng to gió lớn, giật mình không ít. Kỳ thật, Hoắc Linh thật tò mò, đến tột cùng thì là ai có bản lĩnh như thế lại thu phục được Hoắc Vân Xuyên. Ngày hôm nay đi tới nhìn một chút là một thiếu niên tấn tú còn nhỏ tuổi, khí chất ôn hòa, lúc cười lên vẫn còn có chút trẻ con. Ý nghĩ đầu tiên của bà cũng giống như anh trai và chị dâu lúc trước, hóa ra cháu trai yêu thích người tuổi tác nhỏ hơn. Hoắc Linh lén lút hỏi thăm một chút, nhỏ hơn tận 12 tuổi, vừa đúng một con giáp. Cô! Thiếu niên cũng Hoắc Vân Xuyên lễ phép mà kêu lên một tiếng. Ừ. Hoắc Linh lòng đều mềm nhũn, phút chốc đã thích thiếu niên và cháu trai đáng yêu. Nhưng thật sự làm người ta giật mình, bà quay đầu lại tố cáo với chị dâu. Vân Xuyên tìm vợ tuổi tác cũng còn quá nhỏ đi, thoạt nhìn mặt mày còn ngây ngô, dường như chỉ là một học sinh cấp 3. Trương Nhược Kỳ trả lời, ừ, dạng dạng vừa mới tốt nghiệp cao trung không bao lâu, chờ Đôn Đôn lớn lên một chút, còn phải trở về đi học. Hoắc Linh nghe như vậy, không thể nói được gì nữa. Chớp mắt một cái, liền tới thứ sáu. Mấy ngày nay An Vô Dạng gặp mặt 2-3 vị họ hàng có quan hệ gần gũi với Hoắc gia. Cậu không am hiểu quan hệ xã giao lắm, thời khắc nhắc nhở chính mình phải luôn luôn mỉm cười, phải chú ý lễ phép. Làm được hai điểm này cũng coi như là quá tốt. Còn Hoắc Vân Xuyên thì lại biểu hiện rất phiền. Sau khi lục tục đến hai người họ hàng, hắn đã nói với người trong nhà sẽ không gặp gỡ thêm bất kỳ họ hàng nào nữa. Buổi sáng ngày thứ sáu, Trương Nhật Kỳ cẩn thận thông báo cho con trai. Ba mẹ Dạng Dạng đến. Hoắc Vân Xuyên sắc mặt rất thối, thế nhưng vẫn cứ bảo trì phong độ thân sĩ, vuốt cằm nói. Để cho bọn họ tiến vào. An Thành, Đinh Vi, con út An Vô Phỉ. Một nhà ba người đi vào tòa biệt thự có vị trí cạnh sườn núi, nhìn thấy mắt đều dài ra. An Vô Phỉ há to miệng, mặt đầy mờ mịt. Mẹ, đây là nhà mới của anh con sao? Cũng thật sự là quá lớn rồi, thật nhìn xa hoa giống y như trên TV vậy. Đinh Vi giật mình mà gật gật đầu. Đúng thế. Bà cũng không nghĩ tới nhà ở của lão Tổng lại hoành tráng đến như vậy. Không hổ là gia đình giàu có. An Thành cảm thán một câu, giống như con út nhìn chằm chằm không chớp mắt. An Vô Phỉ gương mặt nhỏ mé sệt. Vậy anh vẫn là anh con sao? An Thành vỗ vỗ sau gáy nó. Anh thì dĩ nhiên luôn là anh của con. Sau đó bọn họ liền được người làm mang vào trong phòng, xuyên qua đại sảnh rộng rãi,
ngồi ở một căn phòng thoải mái. Người làm đưa lên thức uống dựa theo họ yêu thích. Mấy vị mời dùng trà, phu nhân của chúng tôi sẽ lập tức xuống đây. An Thành cùng Đinh Vi vội vàng đáp được. Sự vật trước mắt đã tạo thành đả kích lớn đối với bọn họ. Rồi sau đó Trương Nhật Kỳ xuất hiện, hàn huyên với bọn họ trong chốc lát, mới mang tới phòng ngủ của Hoắc Văn Xuyên gặp con trai cùng cháu ngoại của bọn họ. Bầu không khí toàn bộ hành trình đặc biệt nghiêm trang khiến cho vợ chồng An Thành cảm thấy được quy củ của hào môn làm cho người ta thở không nổi. An Vô Dạng nhìn thấy em trai thì thập phần vui vẻ. Em trai! Cậu mặt mày tươi cười mà ngoắc tay khiến cho em trai đã lâu không gặp lại đây cho mình ôm một cái. An Vô Phỉ nhìn thấy anh trai quen thuộc, trong lòng lại một trận nhớ mong. Anh! Bất quá, trên mặt vẫn là đi tới một cách thận trọng, bình tĩnh mà ôm. Ừ! An Vô Dạng lôi kéo em trai giới thiệu với nó người đàn ông đứng ở bên giường. Nghĩ đến dáng vẻ của bọn họ lúc trước, thật giống như là đã gặp nhau. Người này cũng gọi là anh, em còn nhớ hắn sao? An Vô Phỉ trí nhớ cực tốt, mím môi gật gật đầu. Anh lớn! Hoắc Văn Xuyên từ trên cao nhìn xuống em vợ. Em vợ! An Vô Phỉ vẻ mặt nghiêm túc hơi đỏ, quay đầu nhìn đứa cháu nhỏ ở bên người anh trai. Bé chính là cháu trai em sao? Ừ, đúng rồi đó. Ba mẹ hai bên đứng ở bên cạnh, nhìn bọn tiểu bối tán gẫu, trên mặt lộ ra ý cười vui mừng. Đinh Vi cùng An Thành cũng bởi vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, có chút vui mình, chính mình đẩy xuống ý định ban đầu muốn tham gia thi toán của con út. Bằng không hành trình ngày hôm nay có thể sẽ rất lúng túng. Trong lúc cùng ba mẹ tán gẫu, An Vô Dạng mở miệng giữ ba mẹ buổi trưa ở lại Hoắc gia ăn cơm. Đinh Vi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Được, hiếm khi đến một chuyến, chúng ta cũng muốn nhìn con lâu một chút, không vội vã trở lại. An Vô Dạng cũng gật gật đầu. Buổi trưa cậu liền được Hoắc Văn Xuyên đỡ xuống dưới lầu, mọi người cùng nhau ăn cơm. Đồn Đồn cũng có mặt, bên cạnh vẫn là dì Trương phụ trách chăm sóc bé. Nhóm người làm khéo léo trẻ tuổi thay phiên nhau mang món ăn lên. Chú ý trường hợp hoàn cảnh, hai vợ chồng An Thành luôn để ý trong mắt. Vị con ghệ tổng tài nghiêm túc thận trọng kia, đối với con thứ nhà bọn họ, chăm sóc tỉ mỉ. Vậy cũng không ngạc nhiên, bọn họ ngoài ý muốn nhất không phải là Hoắc Văn Xuyên, mà là trong ấn tượng, con thứ chất phác ở Hoắc gia lại trở nên hoạt bát linh hoạt như cá gặp nước. Một chút cũng không như dáng vẻ người bình thường gả vào hào môn. Đinh Vi không thể không một lần nữa xác định lại tính cách chân thật của con thứ. Có thể là chính mình đã luôn bỏ lỡ thứ gì. Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút nha, đừng khách sáo. An Vô Dạ nhìn thấy mẹ mình đang thất thần, cười tẩm tỉm mở miệng bắt chuyện, thuận tiện gấp vào đĩa em trai ở bên cạnh. À, một lát nữa mọi người trở về, anh để dì Trương lấy cho em chút đồ ăn. Dù sao trong nhà cũng còn rất nhiều đồ ăn, An Vô Dạng không có chút nào keo kiệt, đem đồ mình ăn không hết, chia cho em trai. An Vô Phỉ gật gật đầu, cảm ơn anh. Dáng vẻ nghiêm túc ăn cơm, làm người ta thương mến. Ông nội Hoắc yêu thích con nít, không thể thiếu nhắc đến vài câu về đứa con út của An gia này. Đình Vi năng lực giao tiếp không tệ, tiếp lời, đầu tiên là giới thiệu con mình, thành tích đi học ưu tú, chuyện nhảy lớp lãnh thưởng, không mất hàm xúc nhắc ra. Người nhà họ Hoắc tất nhiên là nhắm lấy An Vô Phỉ khen một hồi. An Thành thấy thế cũng thu thập thú vị, nói ra con lớn đang du học ở nước ngoài. Vô Phỉ còn có một người chị gái, hiện tại đang học nghiên cứu sinh ở Đại học X ở Mỹ. Lúc tiệc đầy tháng cháo, nó nhất định sẽ quay về. Lúc ba mẹ khen chị và em trai lại để cho An Vô Dạng cảm giác mình về tới bàn ăn nhà mình trước kia. Cũng may, hiện tại ba mẹ cũng không nói xong sự tích vinh quang của chị và em trai, liền tức khắc mang theo quở trách mình, không biết tiến lên. Cậu rất hài lòng hiện trạng bây giờ, vì vậy cũng cười híp mắt. Hoắc Văn Xuyên cũng cười, bất quá là mơ hồ cười lạnh. Hắn gấp một miếng đồ ăn cho thiên sứ thích ăn, động tác thành thạo mà đưa đến bên mép đối phương. Lúc có khách, hắn sẽ không như vậy, nhưng là không kìm nén nổi chuyện hắn muốn yêu thương thiên sứ. An Vô Dạng quen thuộc nhất chính là được Hoắc Văn Xuyên ôm ở trên đùi đút cơm. Khi cậu nhìn thấy có đồ ăn đưa đến bên mép, phản ứng đầu tiên chính là há mồm mà ăn. Vừa nuốt vào trong miệng, cậu An vốn đang rất vui vẻ, người xung quanh lại phản ứng không giống nhau. Người nhà họ Hắc thì sớm đã quen rồi,
nên cũng bình thường. Con trai độc nhất thương yêu vợ của mình đã vượt qua tất cả, bao gồm cả Đôn Đôn vừa ra đời cũng không sánh được. Ba An mẹ An đột nhiên sửng sốt, sau đó chuyện đang nói về con gái lớn cứ như vậy ngưng hẳn, đến cuối cùng cũng không nhắc lại nữa. Sau khi bữa cơm kết thúc, An vô dạng cùng ba mẹ ở trong phòng khách uống trà một lát, bạn thân cậu thì uống sữa tươi, sau đó trò chuyện một lát đã bắt đầu buồn ngủ. Liền tự mình đứng lên đi lên lầu cũng không thể, trực tiếp được người ôm đi. Ba An, mẹ An bị khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ vừa nãy từ trong cuộc nói chuyện cũng biết được, Hoắc Đại Tổng Tài từ nửa năm ngoái đột nhiên rút khỏi công ty chính là vì ở nhà chuyên môn chăm sóc con thứ nhà bọn họ. Tính tới bây giờ cũng gần một năm, hơn nữa tương lai sẽ còn tiếp tục chăm sóc như thế. Đối lập với sự tỉ mỉ chu đáo của Hoắc Vân Xuyên dành cho An Vô Dạng, làm cho vợ chồng An Thành, ba mẹ An Vô Dạng rốt cuộc thừa nhận chính mình chưa từng tỉ mỉ chăm sóc với con thứ như thế. Cảm giác này rất là phức tạp. Lúc trước, đứa nhỏ bị bọn họ bỏ quên, thậm chí là nuôi thả. Bây giờ là bảo bối ở trong lòng bàn tay của hào môn. Càng khó chịu hơn chính là bọn họ đón không được đứa nhỏ trước đây đơn giản dễ hiểu. Bây giờ nghĩ ba mẹ như thế nào? Thật là có chút quẫn bách không chỗ ra tay. Trên lầu, Hoắc Văn Xuyên ôm Thiên Sứ trở về phòng. Dì Trương đang ở trong phòng ngủ chăm sóc Đôn Đôn, nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức đi đến giúp đỡ, trải sẵn chăn. Dạng Dạng đang ngủ. Còn không có đâu. Thiếu niên vùi ở trong lồng ngực của Hoắc Văn Xuyên, híp mắt cười nói. Chỉ là có hơi buồn ngủ một chút, lười biếng không có muốn động. Dì Trương bị sự nghịch ngợm của cậu chọc cười. Cái đứa nhỏ này. Sau đó cũng không cười nữa, nhớ tới biểu hiện của ba mẹ cậu, cả người đứng xem như dì Trương cũng cảm giác được bọn họ không thân với An Vô Dạng. Dì Trương, An Vô Dạng trước khi đi ngủ nhắc nhở nói, phải nhớ đưa một túi đồ ăn vặt cho em trai con nha. Hoắc Văn Xuyên ở bên cạnh, cúi người hôn Thiên Sứ một cái mà nói, đừng bận tâm nhiều như vậy, mẹ đã có tính toán. Một lát sau, vợ chồng An Gia rời đi, Chương Nhật Kỳ không có khả năng để hai người bọn họ tài trống trơn mà trở về. Sau khi dì Trương rời khỏi, Hoắc Ba Ba tạm thời không buồn ngủ, tay phải nâng sách, tay trái sờ soạn tóc của Thiên Sứ. Sách có cái gì mà xem tôi có phải đẹp mắt hơn không? An Phu Dạng lấy số quyển sách ở trong tay của Hoắc Văn Xuyên, đặt lên đầu giường. Anh tới đây một chút, tôi có chuyện bí mật muốn nói với anh. Hoắc Văn Xuyên tinh thần dập dờn mà đến gần. Câu, tôi có đẹp mắt không? Có chút mờ ám, một chút liền thắp lên bầu không khí, khiến cho nhiệt độ cơ thể của lão nam nhân tăng lên. Nói bí mật gì? Hắn gỡ bỏ nút áo trên cổ áo, đến gần vợ yêu một chút. Thiếu niên xấu hổ cười cười, ôm lấy cái cổ của Hoắc Ba Ba hôn môi của hắn. Cao hứng không? Hoắc Tổng Tài liếm liếm môi, nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm nói một câu. Mùi sữa thật ngọt. Cúc! An Vô Dạng giơ lên nắm đấm, nện ở trên lồng ngực rắn chắc dày rộng của Hoắc Tổng. Đối phương lại chẳng hề cảm thấy đau, đầy mặt không có gì mà nhìn An Vô Dạng đập mình. Chớ làm tay em đau. An Vô Dạng tức giận thành mặt bánh bao. Lúc cùng ông chồng đánh lộn, con trai ở bên cạnh đôi mắt xoay vòng vòng mà nhìn bọn họ. Hoắc Văn Xuyên sau khi phát hiện, hướng về con trai nhíu mày, sau đó nâng càm An Vô Dạng lên hôn một cái. Con xem hiểu không? An Vô Dạng nghi hoặc. Anh nói chuyện với người nào? Quay đầu lại nhìn thấy con trai tinh thần sáng ráng, mở ra đôi mắt, bật cười. Hoắc Văn Xuyên, anh thật là trẻ con. Thiếu niên phát hiện con trai của mình tỉnh rồi, tình thương của ba quá độ, xoay qua chỗ khác chuyên tâm chơi với Đôn Đôn. Đôn Đôn, ba thật thích con. An Vô Dạng nói. Con yêu ba ba không? Đôn Đôn phun một ngụm nước miếng, có thể nói là không phản ứng chút nào. Đôn Đôn! Cho dù như thế thì thiếu niên vẫn cứ lại nhại liên miên cùng con trai nói một đống lời vô nghĩa. Hoắc Tổng Tài cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa, ngồi ở đó chuyên tâm lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai thiên sứ, nghe suốt cả một buổi trưa. Đến buổi tối, ở bên kia nước Mỹ thời gian đang là ban ngày, An Vô Ngu nhìn thấy tin nhắn trả lời của em trai, tâm lý thoải mái một chút. Cô đã nói mà, coi như em trai gả vào hào môn thì vẫn là em trai ban đầu của mình thôi. Chuyện vui lớn như vậy dĩ nhiên là phải về chứ. Lúc đó chúng ta gặp mặt rồi lại nói tỉ mỉ. Hiện tại chị phải đi học trước.
Thừa dịp trong lúc Hoắc Ba Ba không theo dõi, An Vô Dạng lén lút tìm tới điện thoại di động ở trên giường gửi tin nhắn. Tiểu béo, tớ có một chuyện giấu giếm cậu rất lâu rồi, bây giờ muốn thẳng thắn nói với cậu. Che mặt. Tiết Tệ Dương nhìn thấy tin nhắn của bạn tốt, tâm tình rất là phức tạp mà gửi lại. Anh em tốt, tớ cũng có một việc giấu giếm cậu rất lâu, bây giờ muốn thẳng thắn với cậu. Hướng phát triển thành ra thế này, An Vô Dạng cũng không nghĩ tới. Vậy cậu nói trước hay là tớ nói trước đây? Tiết Tệ Dương đáp. Chúng ta đồng thời gọi chữ đi, ai gọi xong trước thì người đó gửi đi trước. Được. An Vô Dạng mím môi, vùi đầu đánh chữ. Tớ đã kết hôn sinh con. Tớ là gay. Hai người đồng thời nhìn màn hình điện thoại của bản thân. Đờ mờ nó. Tiết Tệ Dương kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng. Cậu làm lớn bụng bằng học nữ à? Phụng tử thành hôn. Không phải, là người khác làm lớn bụng của tớ. Chuyện đó không phải là trọng điểm. Cậu là gay. Tiết Tệ Dương ngơ ngẩn mà gửi lại. Đúng, tớ là gay. Nghĩ Đông đã cùng bạn cùng phòng của tớ ở cùng một chỗ. Đó không phải là trọng điểm. Cậu làm lớn, ai làm lớn bụng cậu? Cậu lừa tớ sao? An Vô Dạng vẻ mặt phức tạp gửi lại. Không lừa cậu, tớ thiên phú khác người. Đứa nhỏ đều sắp đầy tháng, muốn mời cậu tới uống rượu mừng. Bạn cùng phòng, vậy cũng mang tới cùng nha, quen biết một chút. Tiết Tệ Dương không lấy lại được tinh thần kịp, giống như một kẻ ngu si. Đối tượng của cậu cũng là đàn ông. Nếu không thì làm sao có thể? An Vô Dạng trực tiếp gọi điện thoại đến, nói ra. Hắn là ông chủ của ba mẹ tớ, lớn hơn so với tớ 12 tuổi. Chúng tớ ở quán bar xảy ra tình một đêm rồi quen biết nhau. Bất ngờ chứ hả? Tiết Tệ Dương. Trời, đờ mờ nó thiệt chứ. Ngoại trừ đờ mờ ra thì vẫn chỉ là đờ mờ. Đây cũng quá con mẹ nó bất ngờ rồi. Tiểu béo đã quen An Vô Dạng thành thật đôn hậu, đơn thuần thẹn thùng, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Không đúng, không thể, cậu không phải đang đi học sao? Lừa cậu đó. An Vô Dạng nói, thi đại học qua không bao lâu thì trúng thưởng, chính là lần chúng ta đi quán bar đó, cậu nhớ tới chứ, tiệc chia tay cao trung á. Nhớ, tớ nhớ. Tiểu béo làm sao có thể không nhớ được chứ? Ông đây bị con gái ở đó ghét bỏ vì mập như heo. Tạ Nhiễm từ bên cạnh ngẩng đầu lên. Các người đang nói cái gì vậy? Không có gì. Tiểu béo quay đầu, dùng giọng nói nhỏ hơn, tiếp tục cằn nhằn. Hai, bạn tốt của cậu á, nói chuyện yêu đương á, sau này bị quản chặt chẽ rồi. An Vô Dạng nói, tớ cũng như thế. Tiết Tệ Dương, người yêu của cậu sẽ xem điện thoại di động của cậu sao? An Vô Dạng nói, không xem, hắn chỉ giữ thôi. Tiết Tệ Dương sờ sờ mũi một cái, chuyện này thật lúng túng. Trời đất ơi, kết hôn rồi có đứa nhỏ cũng tốt, ngược lại đời tới định sẽ là không có con. Đúng rồi, tớ có thể làm cha nuôi sao? An Vô Dạng nói, có thể, cậu không ngại bảo bảo có mấy người cha nuôi chứ? Tiết Tệ Dương suy nghĩ lại, vậy hay là làm chú đi? Không biết từ lúc nào, Tạ Nhiệm đã ở phía sau cậu, cam đặt trên bả vai cậu, một dáng vẻ quang minh chính đại mà nghe trộm. Được, vậy vài bữa nữa sẽ đưa thiệp cho hai người. An Vô Dạng hỏi, đúng rồi, người yêu cậu tên gọi là gì? Tiết Tệ Dương quay sang bên cạnh một chút, nói ra. Tạ Nhiễm, có nghĩa là hoa tàn hoa nở, không nhiễm một hạt bụi nào. An Vô Dạng cười nói, tốt, tớ nhớ kỹ. Lúc này mở cửa ra, Hoắc Văn Xuyên đi tới, đi theo phía sau là người làm đang bưng một chậu nước. An Vô Dạng lập tức giấu điện thoại đi. Ngoan ngoãn ngồi một bên mép giường, mềm giọng kêu một câu, Vân Xuyên. Hoắc Văn Xuyên gật đầu đáp, ừ, đến ngâm chân đi. Hắn chỉ cho người làm chỗ để chậu, sau đó ngồi sộm xuống thay An Vô Dạng kéo ống quần lên, cầm đôi chân kia bỏ vào trong nước ấm. Ngâm, sờ bóp, lặp lại nhiều lần dằn vặt gần cả 20 phút. Làm như vậy có thể trị thể hư, chứng huyết không lưu thông. Hoắc Văn Xuyên biết thân thể thiên sứ không coi như là cường tráng, vì vậy thừa dịp mới sinh xong, điều dưỡng lại thân thể cho thiên sứ một chút. Liên quan tới chuyện chăm sóc sức khỏe sau khi sinh, Trương Nhật Kỳ đã mời cho con dâu một hộ lý chuyên môn chăm lo những cái việc trong tháng. Hiện tại, chi tiêu ăn mặc của An Vô Dạng, sinh hoạt hàng ngày đều tinh tế vô cùng. Hoắc Ba Ba thương cậu,
đều đem sự việc ôm đồm hết lên trên người, mọi lần đều siêu cấp nghiêm túc. Hậu Lý ở đây làm việc mấy ngày, cảm nhận chính là không giúp được gì cả. Chuyện cô muốn làm, nam chủ nhân kia đã cướp đi làm rồi. Sau đó cô chỉ có thể chăm sóc đứa nhỏ, cướp đi nguồn sống của dì Trương. Rồi sau đó Hậu Lý lại tuyệt vọng phát hiện, cô cướp không phải là sự sống của dì Trương, mà cướp đi sự sống của nam chủ trong nhà. Chính là tuyệt vọng như thế. Đột nhiên An Vô Dạng kêu lên một tiếng, bởi vì gan bàn chân bị ba ba đôm đôm, ấn có hơi đau. Cậu rụt rụt chân về phía mình, nhưng không thể rút trở về. Đừng có nhúc nhích. Hắc Văn Xuyên cầm thật chặt bàn chân của An Vô Dạng, không cho cậu giật trở về. Thân thể của em yếu kém như vậy, hiện tại không điều dưỡng tốt, sau này làm sao sinh hoạt? Quá yếu, hắn căn bản không dám xuống tay. Hiện tại chỉ có thể ngậm ở bên miệng, cố gắng mà nhìn. An Vô Dạng nghi hoặc khó hiểu mà nghe rằng thân thể của chính mình lẽ nào rất yếu sao? Cậu không cảm giác được, dù sao nhiều năm trước đây không có cảm mạo nóng sốt, cũng không có đau đầu nóng lạnh. Mới bắt đầu, bác sĩ đúng là đã nói dinh dưỡng không đủ, mà bây giờ cúi đầu gã lên cái đùi đầy thịt của mình, rõ ràng là bụi bặm hơn rất nhiều mà. An Vô Dạng hỏi, anh không cảm thấy tôi mập lên sao? Hoắc Văn Xuyên nói, không cảm thấy, em như vậy rất vừa vặn. Bóp chân xong, nam nhân cấm dục gần một năm ngẩng đầu lên, đem dáng người của An Vô Dạng ngắm qua một lần. Thiếu niên so với lần gặp gỡ ban đầu đẩy đà lên không ít, hai gò má không còn gầy gò, cái trán no đủ, da vẻ mềm mại, con mắt to tròn, lúc mỉm cười, nhìn người, rất là quyến rũ. Có thể bởi vì đã sanh một đứa nhỏ, bên trong đơn thuần, nhiều ít pha thêm một chút mê người. Vật trong quần của Hắc tổng tài cứng rắn đứng lên, sau đó thì bưng cái chậu gỗ đi đổ nước rửa chân cho thiên sứ. Buổi tối, hai chân trắng nõn được hắn tỉ mỉ rửa sạch, đáng thương bị hắn mượn dùng cả một đêm. An Vô Dạng ngoại trừ thẹn thùng, hoàn toàn không biết làm sao cả. Bởi vì khoảng thời gian này được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, chỉ là mượn chân của mình nửa giờ. So với khổ cực của đối phương mà nói, tựa hồ không đáng nhắc tới. Xong việc rồi, Hắc Vân Xuyên dùng khăn ấm, chà lau chân một lần cho thiên sứ. Sau đó thoa lên kem dưỡng ẩm. Ngoan, ngủ đi. Âm thanh trầm thấp nặng nề kèm theo tiếng ngáp của hai thiên thần nhỏ. An Vô Dạng nỗ lực mà mở mắt ra, nhớ chính mình còn có chuyện quan trọng muốn nói với Hắc Vân Xuyên. Nhưng là buồn ngủ quá, chỉ kêu một tiếng, Vân Xuyên, cậu liền rơi vào trong mộng đẹp. Gương mặt của Hắc Ba Ba hơi bất ngờ, hôn một cái lên trán của thiên sứ, rồi hôn một cái lên trán của thiên sứ bé nhỏ bên cạnh. Hạnh phúc đau khổ một ngày tới đây còn không có kết thúc. Đêm khuya, Hoắc đại tổng tài còn đang xử lý công việc, khu làm việc bố trí ở góc phòng ngủ, cách giường lớn không xa không gần. Hoắc tổng sử dụng bàn phím tĩnh điện, cho dù có gửi bưu kiện cũng sẽ không phát ra âm thanh. Trong tay hắn bưng một chén trà đậm, vừa uống trà giúp nâng tinh thần, vừa xem văn kiện. Khi đối mặt với công việc, cùng hợp tác với đối tác, cũng không như lúc đối mặt với thiên sứ tràn đầy nhu tình mật ý. Đọc xong một phần văn kiện, Hoắc Văn Xuyên khẽ nhíu chặt lông mày không vui. Hắn giơ lên ngón tay ở trên bàn phím, lên xuống mà gửi ra ngoài. Làm việc đến hơn 11 giờ rưỡi, theo thói quen trước khi ngủ, Hoắc đại thiếu đi tắm một chút, lần thứ hai đi vào buồng tắm, đơn giản tắm rửa xong mới trở về giường ngủ. Loại thời tiết không lạnh không nóng thế này, bên người có thêm nguồn nhiệt là một cái chuyện rất thoải mái. An Vô Dạng ở trong mộng cảm thấy bên người rất ấm áp, thật dễ chịu, đặc biệt rất thoải mái, cậu cứ như vậy mà nhích tới gần. Hoắc tổng bị An Vô Dạng dùng hai má vô thức cọ lên ngực, thân thể lại một trận khô nóng. Ngày thứ hai, An Vô Dạng phát hiện người đàn ông bên người không ở cạnh mình như thường ngày, tựa hồ là đi tập thể dục rồi. Đôm đôm! Đôm đôm cũng không ở đây, hẳn là đang ở gian phòng bên cạnh được chị Trương chăm sóc. Thiếu niên ngủ đủ giấc, buổi sáng thức dậy làn da trắng nõn bóng láng, sau khi rửa mặt liền trở nên trong suốt, trạng thái cực kỳ tốt. Nhưng mà An Vô Dạng đối với sắc đẹp của mình không quá để ý, cậu mặc vào cái áo khoác bằng lông, ngồi ở trên mép giường ngây ngẩn một hồi, sau đó chờ đợi người gì làm mang bữa sáng tới. Thông thường bữa sáng của An Vô Dạng được đưa lên, Hoắc Văn Xuyên cũng sẽ trở về.
Nam nhân cả người đều là mồ hôi sẽ đi vào phòng tắm chiến đấu một hồi, rồi mới ngồi xuống cùng An Vô Dạng ăn điểm tâm. Thiên sứ ở trong đáy lòng không coi như hoạt bát, lúc thường không nói chuyện đùa thì cậu luôn im lặng. Thiên sứ chủ động thân thiết với người khác trong tình huống cực kỳ hiếm hoi mới có thể nhìn thấy. Nào có như bây giờ, An Vô Dạng hướng Hoắc Vân Xuyên mềm mại chào hỏi một tiếng, sớm. Sau đó liền hết sức chuyên chú mà ăn đồ ăn sáng. Hoắc Ba Ba nhìn chằm chằm gương mặt của cậu, đem đồ ăn ngon chuyển qua trước mặt cậu. Ừ, anh cũng ăn đi. An Vô Dạng nói, bánh đậu đỏ ngày hôm qua ăn rồi. Bởi vì cậu ăn cảm thấy rất ngon, cho nên ngày hôm nay lại làm lại. Ừ, Hoắc Văn Xuyên gấp lên một món chính mình dặn dò nhà bếp, dùng nguyên liệu nó ăn tốt nhất làm ra, cho vào trong miệng. Ngọt mà không ngấy, chẳng trách được thiên sứ yêu tha thiết như vậy. Đủ loại điểm tâm khác, hoặc thêm táo hồng, hoặc hạch đào, ăn ngon mà không ngán. Ngược lại nam nhân muộn tao này không có nói ra, An Vô Dạng tuổi còn nhỏ, sẽ không biết đối phương ở trên người mình bỏ bao nhiêu tâm tư. Anh tối hôm qua ngủ rất trễ sao? Thiếu niên quan tâm nói. Không phải rất muộn. Hoắc Vân Xuyên trả lời. Ờ, An Vô Dạng có chút chần chờ, nắm cái muỗng. Nên ngủ trước 12 giờ sẽ tốt hơn, anh sau này cố gắng đừng thức quá 12 giờ. Là một người chỉ có mình bị người khác quản, trước khi sinh Đôm Đôm, cậu vẫn luôn không có để ý tới cái chuyện của Hoắc Vân Xuyên. Đây là lần đầu tiên nhỏ giọng nói ra. Hoắc Vân Xuyên kinh ngạc, vừa thức dậy đã ăn một cân đường, hắn gật gật đầu. Được. An Vô Dạng lại hỏi, Đôm Đôm tối hôm qua tỉnh dậy mấy lần, có đáy dầm không? Hoắc Ba Ba trả lời, tỉnh dậy 2 lần, tiểu 2 lần. Nhớ tới con trai một bên vừa ăn, vừa chậm rãi tiểu. Lão đàn ông mang theo chủ nghĩa hoàn mỹ sắc mặt bình tĩnh, không dự định chia sẻ chuyện này với thiên sứ. Khổ cực anh rồi. An Phu Dạng nói như vậy, cảm thấy được Hắc Vân Xuyên phải chăm sóc mình và Đôm Đôm là phải xử lý chuyện công ty, đặc biệt cực khổ. Chờ tôi ra tháng, tôi có thể thay phiên với anh, đồng thời chăm sóc Đôm Đôm vào ban đêm. Hoắc Tổng Tài nghe như vậy, trong lòng nghĩ chính là tối hôm qua con trai khóc vang động trời như vậy mà em vẫn cứ ngủ như heo, thức dậy nổi sao? Không có khả năng. Vì thế hắn lười phản bác thiên sứ. Không lâu sau đó, Hoắc Kiêu tìm người thiết kế xong thiệp mời được nhân viên đưa đến nhà. Thiệp mời làm rất tinh xảo, sau khi cha con Hoắc gia nghiệm thu cảm thấy rất ok, vì vậy phân phát xuống để từng người viết thiệp của mình. An gia bên kia 50 thiệp, Hoắc Kiêu tìm An Vô Dạng xin địa chỉ, tự mình gọi người đưa tới. Kỳ thật thêm vào hao hụt trong dự tính, tổng cộng là 60 thiệp. Ông nội Hoắc tự mình lấy đi vài thiệp, chắc là mời vài bạn cũ của ông. Hoắc Vân Xuyên cùng An Vô Dạng bên này cũng cầm về một ít, mà chủ yếu là bạn thân cùng đối tác làm ăn của Hoắc Vân Xuyên. Thiếu niên mở ra điện thoại di động của mình gửi đi, cảm thấy tiệc đầy tháng của con trai bảo bối một đời chỉ có một lần như vậy, cho nên có thể mời cậu đều mời. Giúp cậu viết thiệp, dĩ nhiên là Hoắc đại tổng tài. Bà ba Đôm Đôm một bàn tay cầm bút máy, viết rồng bay phượng múa, vô cùng cứng cáp, làm cho người ta ao ước. An Vô Dạng thắc mắc mà hỏi, vậy thiệp mời làm sao đưa đi? Hoắc tổng liếc nhìn cậu một cái, em hỏi rõ địa chỉ đi, có người sẽ đưa đi. Lập tức trong đầu của An Vô Dạng nhất thời hiện ra cảnh tượng tài xế Hoắc gia mở cửa siêu xe đi đưa thiệp mời, sau đó lắc lắc đầu, cảm thấy rằng không thể nào. Ừ, vậy để tôi đi hỏi địa chỉ. An Vô Dạng nghĩ đến những người mình muốn mời, gửi đi một dòng tin mừng, vừa không thất lễ cũng không đường đột. Mấy chữ này cậu đã nghĩ rất lâu, bởi vì không muốn bị người cảm thấy được là mình đi đòi tiền lì xì. Bất quá người gửi địa chỉ lại cho cậu vẫn rất ít, giống như đều nói mình không sảnh hoặc là nói thẳng không tiện. Còn có người kinh ngạc nói sao cậu kết hôn sinh con sớm như vậy. Nháy mắt một phen trêu chọc, sau đó thì chúc mừng cậu, sau đó còn lại đều không đến. An Vô Dạng trước không nghĩ tới tình huống như thế này, lục đục nhận được tin nhắn trả lời mới tiếp nhận sự thật. Được, không sao cả, quá say rồi, chúc mọi người vui vẻ, bạn học cũ. Thiếu niên không quá vui vẻ, tâm tình khí hòa trả lời mỗi người, nói thật không tiện, biểu thị chính mình quá say. Thật sự trước đó cần phải suy tính tình huống thành ra thế này mới đúng.
không phải chính mình phát thiệp là người khác sẽ nể tin. Thiên sứ tự mình thống kê một chút, cuối cùng đem tên 6 bạn học cùng tên của một thầy giáo giao địa chỉ cho H33, trong đó còn có một người là người yêu của bạn cậu, mới đủ 6 thiệp. Hắc Vân Xuyên liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói: 6 là số tốt, không sai đâu. Một mặt quật cường thiên sứ nhịn xuống không khóc. Hoắc đại thiếu ôm bảo bối của mình lên đùi, nắm tay cậu đồng thời viết thiệp mời cho 6 người bạn đã nể tình kia. Hoắc đại thiếu trái lương tâm thở dài mà nói: chữ viết dạng dạng nhà chúng ta thật là đẹp mắt. Cao thủ viết chữ dạng dạng cầm bút máy nỗ lực nhịn xuống không cười, nhưng vẫn là không có nhịn được. Viết xong thiệp mời của 6 người này, cảm xúc của An Vô Dạng cũng khôi phục lại như bình thường. Rõ ràng đây là thái độ của bình thường của xã hội, không cần phải ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cậu nghĩ, qua hơn một tháng nữa, 15 tháng 6 là sinh nhật của mình. Có nghĩa là mình đã sắp tròn 19 tuổi, đã không còn là một thằng nhóc 17-18 tuổi nữa. Trong vòng mấy ngày, viết xong thiệp mời, nhanh chóng sắp xếp người đưa đi. À, cho Lãm xin vài giây quảng cáo nha. À, hôm nay là bên Chuẩn Y Đam Mỹ Lãm có ra một cái truyện mới, đó là truyện Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng. Thì truyện này là truyện ngắn cho nên là nó chỉ có 2 tập thôi. Thì nó cũng không có quá sâu sắc. Nội dung truyện thì cũng không quá sâu sắc, nó chỉ là cuộc sống bình thường của hai ông chú, nhưng mà cũng khá là dễ thương. Nói chung là bình thường thôi, của một tài xế taxi và một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Cho nên là có gì mọi người qua bên đó mọi người nghe ủng hộ Lãm với nha. Lãm sẽ để cái đường link ở dưới bình luận của cái clip truyện này ha.